ấy tôi trầm lắm xa. Dương quý phi con gọi là Dương Ngọc Hoàng, 719 đến 7 năm sau được gọi là Dương Thái Chân, là một phi tần rất được vua Đường Thiên Tôn Lý Long Cơ sủng ái. Được xếp là bốn đại mỹ nhân bên nước Trung Hoa, người tứ xuyên sân bay 719 mất bay năm sau lúc đó 38 tuổi, an táng tại Mã Ngôi Dịch. Câu chuyện xưa được kể rằng Dương Ngọc Hoàng hay Dương Thái Chân thật ra là con dâu Hứa Vân của Đường Nguyên Tôn, là thái tử Lý Mạo Đường Nam của vua. Nhưng vì tài sắc quá tuyệt vời lại biết cầm kỳ thi hòa thơ văn âm nhạc nên hợp ý với vua, mà ông chọn lấy Tấn Phong làm phi. Phong tay trên của con mình đẩy con vì quan khác thay thế cho vợ thái tử Lý Mạo, để dù Đường Minh Hoàng mặc sức mà mừng mê si yêu thương nàng Thái Chân, phong nàng làm Dương Phi. Cả dòng họ được nâng làm quan lớn và được nhiều ân sủng vàng bạc, giàu to cả dòng họ Dương. Lúc ấy Đường Minh Hoàng đã 61 tuổi, còn Dương Thái Chân chỉ có 30 tuổi mà thôi. Hoàng đế đâm trai phi tần mà nàng quý phi rất biết ý, chiều ý chồng tất cả những gì hoàng đế muốn, như pha trò múa vũ đào nghe thương mà người đời vẫn còn say mê. Trong dòng họ Dương, anh họ quý phi là Dương Chiêu được phong đến chức tế tướng, nhưng dùng kiến thức học vẫn thấp nên không làm được việc gì tốt cho triều ca. Và chúng thần không phục mà hay gánh ghét vì tế tướng này. Từ khi Đường Minh Hoàng mê Dương Quý Phi thì việc nước sao lắng, và lúc ấy có An Lộc Sơn tướng nhà Đường đóng quân ở biên ải, chẳng thích Dương Tề tướng Dương Quốc Trung này nên nhiều lần xích mích, và cũng nhiều lần ông tình đem quân vào Trường An mưu đồ làm phản để đoạt ngôi vua và chiếm nàng Dương Quý Phi tuyệt đẹp này.
chiếc lọc sơn vẫn cố nhìn và chiêu mộ thêm quân lính để thực hiện ý đồ đó. Nhiều lần vào Trường An dân trái phải lĩnh nam cho Dương Quý Phi ăn và tan tỉnh cô phân để hậu ý đồ đem tôi đoạt gì và đoạt người đẹp và ý đồ muôn đô đại sự này. Và họ đã lén lút yêu đương thầm lén để chờ ngày khơi binh bao phán. Vua nghe tin đồn tính nghi và đại an Lộc Sơn đi xa hơn nữa biên ái trấn nhầm bình lư. Nhưng cũng là điều an Lộc Sơn muốn tập hợp cả bộ lạc và một quân thêm nơi ấy mà dấy lên nỗi loạn. Vào Trường An định giết vua và đoạt lại người mình yêu Dương Thái Chân. Sóng gió chiến trận tràn ngập lửa bình đao, quân An Lộc Sơn đánh quân triều đình chạy tan tác. Tề tướng Dương Quốc Trung phải sự chết bơi, quan quân trung thành của vua và Dương Quý Phi cũng phải bị treo cổ để trấn lòng quan quân. Mà họ trung thành hộ tống vua Đường Minh Quang về đất Thục. Đời Dương Quý Phi Thái Chân kết thúc vào tuổi 38, tài má ngôi dịch để chân đoàn quân An Lộc Sơn truy sát. Cuộc tình của vua Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi Thái Chân kết thúc từ đây. Quân Dương ơi đã phụ tình em, giang sơn vẫn nặng hơn người yêu này đây. Từ đây trôi bỏ tình thân ái, giang sang nhà Lý đã trở về như xưa. Đường Minh Hoàng và Dương Thái Chân chỉ dọn dẹn 8 năm ân ai mà thôi. Quý vị vừa nghe bài Tình Sử của vua Đường Minh Hoàng và Dương Phi Thái Chân, hồi ký của Ngọc Huệ Trương 2023, nhạc của Bi Tử Vũ Trương. Trước khi dứt lời, Bi Tử kính chúc chị một ngày vui trọn vẹn mới mắn với Đường nha. Người thân thương mình giao bước thông hành ha. Sau ngày làm việc giả như quý vị cũng không quên chúc tất cả quý vị có ngày vui vẻ hạnh phúc và bất đê vui vẻ hôm nay nha. Cảm ơn quý vị nhiều. Hẹn lần gặp tiếp quý vị.